Các bạn thân mến, mời các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến sân vận động huyện Phúc Thọ để tham quan triển lãm bonsai cây cảnh lần thứ 3. Và trong video này tôi muốn giới thiệu với các bạn một cây sanh. Đây là cây sanh lá móng. Cây này được chủ nhân rút lá cẩn thận. Cây rất là mịn màng. Có thể nói là từ gốc bệ cho đến thân cành rất đẹp, cây rất già cây, khuôn cây. Đây là giống sanh lá móng. Phải nói là cây được ký đá rất là lâu năm, rất là cẩn thận. Rễ của nó đã bệ vào đá tự nhiên. Chủ nhân là Phí Công Yên. Số điện thoại là 0913 288 991. Và cây sanh này được chủ nhân phát giá là 3 tỷ. Các bạn ạ. Đấy. Chúng ta cùng xem cận cảnh của cái bệ của cây sanh này. Từ gốc cho đến thân cành tán dăm rất mịn màng, rất đẹp. Cây rất côn cây. Ta cùng xem một lần nữa. Cây này nhìn xa nhìn gần đều rất đẹp.
Cây này là chủ nhân Nguyễn Nam. Chì rằm rất mịn màng. Chúng ta đang xem tác phẩm Tùng Kim Cương của anh Thích, ASEAN. Thank you.
Cây này đã nhiều lần được lên video và đã được chủ nhân giới thiệu ở nhiều vùng trên đất khác nhau. Chúng ta cùng xem cây sam núi mini. Cây có dáng lùn rất đẹp. Cây có chiều cao khoảng 20 cm. Tác phẩm Sanh dáng lùn của anh Nguyễn Đình Sáng. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhấn đăng ký và tiếp tục xem những video mới nhất tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.